Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Đây, hôm nay mình lại quay trở lại với các bạn để chia sẻ cái video clip về cái việc mình cái xử lý cái bồn cầu như này nó bị rỉ nước này. Đây, chủ nhà chỉ thấy là nó rỉ nước chứ không biết là nó nguyên nhân làm sao. Đây, nó rỉ như này. Đó, các bạn thấy không? Nó rỉ này. Nó cứ rỉ nhỏ giọt như vậy đó. Thì đây mình kiểm tra thì thấy là nó đường cái rỉ là từ đây, từ trên này xuống, đồng nghĩa việc là nó rỉ từ trong cái chỗ cái tay nắm gạt này đó, từ trong tay nắm gạt này ra. Thì mình sẽ mở cái nắp này ra nhé để mình xử lý này. Đó, đây. Cái này xử lý dễ thôi, tại vì nó rỉ đây, rỉ là do nước nó cao hơn cái mức này này, cái mức của cái tay nắm cần gạt này, và nước nó rỉ theo cái lỗ này xuống. Thì có hai cách, bây giờ mình xử lý cách đơn giản hơn đi. Cách đơn giản hơn là mình chỉnh cái phao này để cho nước nó đạt đến cái mức thấp hơn cái ống lỗ này, là cái phao này nó đóng lại, nước không cấp thêm vào cái bồn này nữa. Cách thứ hai thì mình cứ để cái phao như vậy, mình xử lý cái giò cao su này để cho nó không bị rỉ nước ra ngoài kia. Cái thứ hai này thì nó phức tạp hơn mà nó xử lý nó cầu kỳ hơn, mình sẽ không làm. Mình xử lý cách thứ nhất là mình chỉnh cái phao này ha. Mình chỉnh cái cần phao này nó thấp xuống một tí như này, có nghĩa là mực nước nó thấp xuống, mực nước nó thấp thôi thì cái phao nó đã đóng lại rồi. Đây, bằng cách là mình vặn cái này, đây vặn xuống này, bạn thấy không? Đây. Mình xoáy cái này ra nha. Đấy, nới lỏng cái này nha. Đó, thấy không? Cái phao nó tự dò nha. Như vậy nước chảy rồi. Bây giờ mình ấn nó thấp xuống ha. Rồi, thấp cỡ này thôi. Rồi, xong mình vặn chặt cái phao này lại. Đó. Thấy chưa? Chặt lại. Rồi. Giờ mình sẽ mở nước cái xỉ xả ra hết nhé. Đấy, khi nước nó xuống. Đó, xả rồi nha. Nước nó sẽ dâng lên. Các bạn thấy không? Nước nó dâng lên. Khi nước nó dâng cao lên, cái phao nó sẽ cao lên. Cao lên là đến một mức độ cao nào đó là nó sẽ đóng cái phao này lại. Thì lên này không sao cả. Khi mình đậy cái nắp này vào á, đậy nắp vào đây thì nước nó sẽ chắn dâng dưới này, không sao hết. Đó. Đó. Mức độ nước này nó quá thấp đi ha. Mình muốn nhiều nước hơn. Để mình xả bồn cầu cho nó sạch ấy, thì mình lại tháo này ra thôi. Tháo ra mình nâng cái phao lên một chút. Dễ mà. Đây. Đó. Nâng cao lên một bậc nha, rồi. Mình cho mình một tay mình cầm điện thoại, một tay mình quay ấy, nên nó hơi khó thao tác ha. Các bạn có gì thông cảm giúp mình nha. Nó hơi chậm, rồi. Đó. Đó. Ok ha, vậy mức nước này là được rồi này, thấp hơn cái lỗ này. Đấy, nó không bị rỉ nữa ha. Các bạn thấy đây. Đấy, mình xử lý nó không còn rỉ nữa này. Đó, xong rồi đây. Ok. Thế, đậy nắp lại. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xử lý xong cái vòi nước nó bị cái bồn cầu chứ. Cái bồn cầu nó bị rỉ nước ở chỗ cái vị trí này qua cái lỗ này. Thì cũng nghĩa là mình chỉnh cái phao ấy. Cơ bản là mình hướng dẫn các bạn chỉnh cái phao bên trong ấy, để chỉnh cái lưu lượng nước ở trong cái bể này. Nó cao hay nó thấp, nó ít hay nhiều, để tùy theo ý của các bạn. Đấy, mình cũng hy vọng là video này sẽ giúp các bạn có thể tự sửa được cái bồn cầu của nhà mình để chỉnh lưu lượng nước. Đấy. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và bấm đăng kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.